Người đâu mà hát hay thế. Nói chuyện với ai đấy? Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là Tonali đây. Chắc là anh em đang chờ một video troll lâu lắm rồi đúng không? Vậy thì hôm nay mình sẽ làm một video troll cùng với bạn này. Mình biết hết bí mật rồi. Thực ra hôm nay thì sẽ không phải là hai đứa mình troll nhau. Tại vì dạo gần đây hai đứa mình đang rất là hòa thuận. Nên là mình muốn giữ cái thời gian êm đềm này nó lâu hơn một tí. Thế cho nên là hôm nay hai đứa mình sẽ đi chôn người khác. Còn chôn nhau thì bình thường quá rồi. Bây giờ mình phải đi chôn người lạ. Mình có một cái kịch bản như thế này. Đấy là mình sẽ lên livestream của người lạ. Mình sẽ kiếm một bạn nào ấy xinh xinh và rồi vào nói chuyện tán tỉnh với bạn đấy. Rồi để bà Yến vào bắt quả tang để xem phản ứng của bạn đấy sẽ như thế nào khi mà thấy mình đang đi tán người ta mà lại bị bắt quả tang. Nghe nói là Bigo có rất là nhiều gái xinh, cho nên hôm nay mình sẽ lên đây để kiếm một bạn. Ôi, vừa mới vào Bigo cái là toàn gái xinh thôi. Ok, đấy chính là cái kịch bản của bọn mình. Còn bây giờ thì chờ xem là bọn mình sẽ chôn người ta như thế nào nhá. Ok. Ok anh em ơi, bây giờ bọn mình, à không phải bọn mình mà là mình sẽ vào Bigo để mà tìm xem có em nào xinh xinh không thì đúng nhỉ mình sẽ ở bên cổ vũ. Cổ vũ thì thật sự cố lên, 5 cố năm lên. Rồi bà 5 năm rồi mình chỉ có dính lấy cái bà này. Bà nào, đây là em gái xinh tươi mà. Ok, dính đến các em gái xinh tươi này. Không biết cái mùi tán gái là gì luôn. Hồi hộp, bây giờ đi tán gái kiểu như đi tán gái lần đầu ấy. Cố lên cho. Rồi, bây giờ vào Bigo đây. Vào xem mà lượn một vòng. Kết, em ấy. Xích nhở? Hay đấy. Tiếp này. Ui, như thiệt thần đấy má. Tắt đi, em này phải tắt đi. Má đi ra ngoài đi. Lên cho hỏi xem ngay. Ok, bây giờ mình xin lên nhá. Bây giờ mình sẽ đi comment dạo. À, mình follow nè. Follow luôn. Được trả lời. Ui, được cái xin trả lời. Sướng. Xin báo mấy ông ơi. Tặng quà. Để xem nào. Ok, tặng quà nè. Cái mấu chốt đầu tiên mình phải gây ấn tượng đã. Ok, bây giờ mình vào lại nè. Ok, bây giờ mình đã xin lên live. Trời ơi, cái xinh quá. Hello em. Ôi, đẹp trai quá. Ôi, lâu lắm mới có người khen mình đẹp trai. Ôi, cái giọng dễ thương thế. Em ở đâu vậy? Em ở đâu thế? Trên núi à? Không, anh đang hỏi là quê em ở đâu, nghe giọng dễ thương quá. Em ở Đắk Lắk, là ở trên núi đó. Ồ. Nhà anh cũng ở trên núi này, nhưng mà anh ở ngoài Bắc cơ. Núi ngoài Bắc đó nó có khác núi Đắk Lắk không nhỉ? Anh đi Đắk Lắk tụi là biết. Oh my god. Wow. Thế thì cho anh địa chỉ đi, hôm nào anh qua. Anh đi vào. Hello. Thế. Thế tự ngóc tay. Ngóc tay này. Thiệt luôn. Đây là phải đi đúng nha. Đi thiệt mà. Sao lại làm ăn từ trên núi xuống á? Trời ơi, anh lăn hoài à. Bình thường mà sáng ra là cứ chạy lên núi xong rồi lăn xuống à. Quen rồi, bây giờ em đạp xuống không sao đâu. Thiệt. Cho địa chỉ là vô liền. Nhưng mà ăn cái gì mà xinh thế? Sao chờ bao giờ mình kiểu mình về một nhà ấy thì mình cũng ăn cơm mẹ nấu nhỉ? Lên liền hả? Hồi mà em sinh năm bao nhiêu ạ? Em sinh năm 98-21. Mình là cùng tuổi luôn á. Nhưng mà không sao, mình cứ xưng anh em cho nó quen hả? Đó, cùng tuổi là đẹp tuổi lắm. Đúng rồi. Hai con hổ là nó quấn nhau lắm á. Hai con hổ là nó quấn nhau lắm á.
Thôi thế là mẹ em nói đúng rồi đó. Mẹ anh cũng bảo thế. Tao không có đồng ý cho mày làm nhà thế. Trời ơi. Anh mới chơi Bigo á. Là có cái gì hướng dẫn phát nhỉ? Lần đầu được lên lên live cảm giác mình cảm thấy ngại ngại á. Oh, anh em có bạn trai chưa? Dạ chưa, em đang kiếm hồ nè. Đéo tin. Chưa có bạn trai hả? Thế thì thua anh rồi, anh có bạn trai rồi nè. Ờ bây giờ thích quà gì nè anh? Anh có nhiều kim cương quá không biết làm gì. Thích cái gì này anh tặng nè. Tặng kiểu quà ra mắt á. Ừ. Cái gì cũng được. Ok là tìm nhá. Chồng với mình. À, tặng cái gì bây giờ? Thể hiện tình cảm à? Đây, thể hiện tình cảm nè. Tình cảm nè. À, ok. Không sao, nếu mà mình kiểu mình quen nhau á thì ngày nào nó cũng là Valentine cả. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Lừa gì? Đúng rồi, lừa cái gì? Đôi mắt mê trai là đúng rồi, con gái phải mê trai chứ mấy cái đi kỳ ghê. Con mắt này là con mắt mê gái nè. Hôm nay kiểu đi comment dạo mấy idol xung quanh mà có mỗi em cho lên quý hóa quá. À, mấy người kia khó quá, anh xin mà không có được. Chả vừa xinh mà vừa dễ tính nữa. Đúng rồi, đàn vợ thì còn gì bằng. Đàn vợ thì còn gì bằng. Thế mà còn chưa có người yêu. Nghe kiểu là nói điêu rồi đúng không? Có đâu, anh nói thiệt. Thiệt hả? Có biết hát không? Anh thấy cái mic kìa, đau họng à, bé anh mua thuốc cho. Để em gửi địa chỉ thôi, mua thuốc đấy, xin địa chỉ từ đầu mà đã gửi đâu. Thì bây giờ anh cho em Facebook đi. Cho anh Facebook à? Đúng Facebook rồi, để tí anh nhắn tin cho nhá. Gửi ở đây nhiều người gửi con đâu biết anh đâu. Để tí anh nhắn tin cho nhá. Ok. Nhắn lên đây người ta vào người ta cướp mất. Đúng rồi, lên đây là dễ bị trốn lắm á. Xích cái gì đấy, ông đi ra đi. Chỗ người ta đang tán. Buồn cười nhỉ. Vào đi, tranh giành là không còn được. Ôi tí có gì mình gọi riêng đi chứ. Ở trên này là người ta cướp mất của anh mất. Đúng rồi. Sợ chứ. Cướp mất là đau lắm. Anh đau ở đây này. Bên nào? Bên này là tim này. Ủa mà có hát được không? Em mà nghe hát quá. Anh có nghe bài gì? Em hát bài gì hay? Bài gì cũng hay hết. Thế thì ba hát bài gì hay nhất à? Ok. Cái này là em nói hay là em hát vậy? Vì nghe mình yêu nhau đi nó không giống tên bài hát lắm. Ê, nhỏ kia là nhỏ nào? Tú họ Nguyễn. Ủa làm gì có nhỏ nào? Mấy ông buồn cười đấy nhở? Cứ vào cái like người ta đang nói chuyện. Trời ơi hay quá. Người đâu mà hát hay thế. Nói chuyện với ai đấy? Hả? Không, trong combo à? Phải không? Trong tự nhiên phải lúc này nói chuyện. Không, mình nói chuyện sau nha em nhá. Sao lại đây hả? Chị ở đâu đấy hả? Chị nhà ở đâu đấy? Không em phải. Đây đi phòng chết với chị luôn. Sao chị ở đâu chuyện với người yêu em? Hả? Chị ở đâu đấy hả? Anh nói chuyện sau nha. Thôi không? Bài này không phù hợp nữa. Đổi bài.
Máy gì ạ? Bị đánh ghen. Ê là mình đọc à. Nên em giờ cẩn thận bị đánh ghen. Đây là cái mặt đang lo lắng này. Cái mặt này đang lo lắng này mấy ông ơi. Xinh mãi luôn ạ. Ra đường nhìn trước nhìn sau nha. Ông đấy là có bồ đấy hả? Ủa mọi người tin thật luôn. Chứng tỏ là mình diễn cực kỳ luôn. Ê là mình để mình xem. Mình phát hiện. What the hell. Trời ơi cái mặt này đang lo lắm này. Em có làm gì đâu, em chỉ hát không mà. Đúng không, mọi người nãy giờ em không làm gì hết trơn. Em không làm gì hết trơn. Chị này xinh nhỉ? Mà em thả thính như đúng rồi. Em không làm gì. Nãy giờ em không làm gì hết trơn. Wow. Nhưng em thả đấy, thính đúng không? Rồi. Quất Lâm, ông nói đúng. Em không làm em gì không nhưng em thả có thính đâu. Em đâu có làm gì đâu, em chỉ rắc thính thôi. Em có biết ông có bồ đâu. Vãi rồi. Toang rồi, toang thật rồi. Bị bồ và vãi xinh nhỉ? Đấy, người ta lại có người mới rồi. Thôi, tôi sẽ đi tìm người khác. Tôi sẽ đi tìm chân lý mới của cuộc đời. Em có người mới rồi. Ok anh em ơi, đấy là nạn nhân thứ nhất. Cũng bình thường. Mình sẽ phải đi kèo comment dạo tiếp. Ô trời ơi. Tại sao bây giờ mình mới biết đến Bigo nhở? Hay quá. Mấy ông mà vẫn còn FA là phải tải ngay Bigo về chưa? Trên này nhiều gái xinh lắm. Ủa cái gì lễ hội hóa trang luôn à? Ở đây hôm qua Halloween rồi mà. Vẫn là cái bước lúc nãy, bây giờ mình sẽ vào để tặng quà. Mình sẽ phải gây sự chú ý đã. Ơ chậm ơi, chậm ơi, đó. Ôi, được lên luôn nè. Xin hoài, bây giờ mới bảo cho lên hát mới được lên. Ủa, tặng hoa nè, tặng hoa nè. Ngồi nghe hát từ nãy đến giờ. Xin hoài mới được lên luôn. Không, anh không thấy cái váy nào hết á. Nhìn ngoài không thấy váy đâu. Thôi không nhìn thấy váy thật. Ủa hát đi, hát tiếp đi. Và đang nghe hay mà. A few moments later. Thằng ơi. Ủa, là ai nữa anh? Hả? Để xem nào. Ơ, bạn xuống đột ngột không chào tớ thế. Ổng vỡ rồi. Cảm ơn mọi người đã follow em nha. Để xem nào. Thôi đánh xong ông kia rồi, đánh đánh hen hả? Cảm ơn kia thì đánh xong. Chị đấy không bạn được gì đâu. Biết là nhà kít nha, biết là nhà. Cảm ơn chuyện vừa cãi nhau. Xuống xong chuyện kia nó. Đánh rồi chị, rồi xong. Ông ấy vừa lên đây chơi một tí mà bị đánh thế này. Như nào kể thêm nữa. Khổ thật. Đau khổ quá. Kiểu như tán gái mà tán ai cũng bị đánh luôn. Bắn hát bình thường. Có một chuyện gì xảy ra. Người nghe nhạc vui nha. Bà chăm hát quá. Bà kia không biết gì lao vào giật máy luôn. Và ổng lại lùi ổng xuống luôn. Ok anh em, đây chính là cái ID Bigo của mình. Tourali nè, nếu mà anh em thích thì hãy vào follow mình. Đúng. Thỉnh thoảng em ta có thể nói chuyện. Chồng ơi, xong tải Bigo cho vợ đi, để vợ vào vợ ngắm các chị. Ngắm các chị hay là ngắm các anh? Ngắm các chị. Ở đây không thiếu gì anh nha, từ nãy là lướt toàn trai đẹp rồi. Lên tải cái một. Đánh Bigo là ra hả? Bigo Live à? Bigo Live. Xong, đấy, ngày đầu tiên. Vẫn mau tải xuống. Ok anh em, thế là cái màn chôn của mình nó cũng khá là thành công ấy chứ. Đúng ạ. Được cái là các bạn khán giả ấy phản ứng kiểu dữ dội và kiểu bị tao đánh ghen đấy. Toàn bị đánh ghen rồi. đi ra ngoài nhớ nhìn trước nhìn sau nha. Anh em nếu mà thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho channel YouTube của mình nha. Ok. Và đừng quên tải Bigo về để mà. Bye bye anh em. Bye.